Hai nỗi oan ở cuối cuộc đời cũng được rửa sạch của Phi Nhung. Ăn chặn từ thiện và lợi dụng con nuôi là hai scandal có lẽ lớn nhất và mang đến cho Phi Nhung nhiều tai tiếng, nhưng cuối cùng cũng được chính bản thân cô rửa oan cho mình. Cuộc đời của Phi Nhung đã dừng lại ở con số 51 ngắn ngủi, nhưng những cống hiến cho nghệ thuật và cống hiến cho cuộc đời của cô lại khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ấy vậy mà ở những năm tháng gần cuối cuộc đời, Phi Nhung đã trải qua những thị phi, những điều tiếng và điều hiểu lầm oan trái nhất là chính những điều mà cô đã cất công giữ gìn chăm chút và bảo vệ. Nói đến vậy hẳn ai cũng nhớ hai scandal khiến cố ca sĩ điều đứng và mệt mỏi nhất là bị tố ăn chặn tiền từ thiện và bị tố bóc lột con nuôi Hồ Văn Cường. Khi còn sống, nữ ca sĩ đối mặt giải thích nhưng vẫn không mấy ai tin và bị mắng là ngụy biện. Đến khi cô nằm xuống thì chính những điều thiện cô làm đã gột sạch những oan ức đắng cay mà cô đã âm thầm chịu đựng. Chỉ vài tháng trước khi mất, Phi Nhung bị cuốn vào vòng xoay đấu tố ăn chặn tiền từ thiện của một nữ streamer. Người này mỉa mai cố ca sĩ là Trầm Ăn Chặn, mắng cô thảo mai và giả tạo. Khốn khổ thay cho nữ ca sĩ là một số đông cư dân mạng lại hùa vào để chà đạp và mắng chửi cô, dù lời tố của nữ streamer không có một bằng chứng nào xác đáng. Nữ ca sĩ quá cố livestream cảm ơn những góp ý. Một lần nữa cô lại bị chê trách giả tạo nịnh bợ và các anti fan dồn dập tấn công cô, đòi cô sao kê số tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân đã ủng hộ. Thời điểm đó cố ca sĩ có giải thích cạn lời cũng không ai tin, đến khi cô nằm xuống công chúng lại tự động tin cô trong sạch khi nhìn lại hành trình từ thiện mất đi mạng sống của mình. Thay vì về Mỹ đoàn tụ, Phi Nhung quyết định ở lại Việt Nam, cô đóng góp vào quỹ vaccine chung tay mua máy thở, gửi gạo cho bà con. Song sáo ngại khổ vì Phi Nhung, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện. Thậm chí thời điểm lòng tốt của nghệ sĩ bị hoài nghi thì cô vẫn kiên định với quan điểm sống là cho đi. Cô bảo tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu. Cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm. Đâu phải đợi đến mùa dịch Phi Nhung mới bắt tay vào công tác thiện nguyện. Nữ ca sĩ quá cố đã làm từ thiện từ những ngày còn trẻ. Nhớ lại lần đầu tiên làm từ thiện của Phi Nhung đó là khi trở về Việt Nam năm 1997, chứng kiến cuộc sống của bà con bị tàn phá vì bão tố. Nữ ca sĩ đã chi toàn bộ số tiền 3.000 USD mà mình dành dụm để hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Đầu năm 2019, trong khi nhiều người rộn ràng đón năm mới, thì nữ ca sĩ đã hành hương sang Ấn Độ để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nữ ca sĩ sẵn sàng ngồi bên vệ đường để đút thức ăn cho em nhỏ, và trong đợt lũ lụt lịch sử tháng 10/2020, cô đã trực tiếp đến miền Trung để cứu trợ cho bà con. Chưa dừng lại ở đó, Phi Nhung còn là người thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tên gọi Phi Nhung, vòng tay dưỡng tử tại chùa Pháp Lạc Bình Phước. Cô còn có quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung nhằm hỗ trợ các hoạt động từ thiện, hướng sự khó khăn của cộng đồng tới những hoàn cảnh khó khăn. Trên trang cá nhân hơn 3 triệu lượt theo dõi của mình, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải các hình ảnh hỗ trợ người dân trong mùa dịch kèm theo là những lời tâm sự, nhắn gửi yêu thương của nữ ca sĩ trong quá trình tham gia thiện nguyện. Nhìn lại hành trình từ thiện suốt 2 thập kỷ qua, khán giả lại càng trân trọng hơn một nhân cách cao quý như Phi Nhung. Scandal thứ hai oan ức cũng khiến Phi Nhung suy sụp đó là chuyện với con nuôi. Một đoạn chat của Hồ Văn Cường với fan được tung ra và nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã chèn ép con trai nuôi đến mức cậu bé uất ức đến tận cùng. Sau đó một chuỗi những lời đấu tố chỉ ra Phi Nhung ăn chặn số tiền đi hát của con trai nuôi, ép bố mẹ con trai nuôi lao động không công cho mình, cố tình chiếm giữ số tiền thắng giải quán quân Việt Nam Idol Kids của con trai nuôi. Đến cả chuyện nhà cửa dưới quê của gia đình Hồ Văn Cường hoang tàn, chị gái của cậu bé phải vất vả mưu sinh, cũng đổ hết tội lên người của Phi Nhung. Ở giai đoạn mệt mỏi đó, chính Phi Nhung là người sốc hơn ai hết, khi đứa con mà hết lòng yêu thương dạy dỗ, lại là người đâm cho mình một nhát dao chí mạng nhất. Cô đau đớn mà không thể nói nên lời, có ức giận dữ cũng không dám bộc lộ. Chính nữ ca sĩ quá cố thừa nhận phải đóng cửa ở trong phòng một ngày để cố trấn tĩnh và đối mặt ứng xử thật nhẹ nhàng với con trai nuôi. Cay đắng nhất là sau đó chính Hồ Văn Cường và bố mẹ Rô đã quay hẳn clip trần tình giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung, nhưng dư luận vẫn bỏ ngoài tai và đổ lỗi cho nữ ca sĩ để ép buộc gia đình Hồ Văn Cường phải làm thế để rửa tội danh cho mình. Cô đành im lặng trong bất lực và tìm quên trong các hoạt động thiện nguyện giúp đời. Bởi miệng là của thiên hạ, họ muốn nói sao mà không được.
Những người yêu thương cô vẫn sẽ tin và ủng hộ cô, và đến ngày cô nhắm mắt lìa đời, con gái nuôi của cô là Tuyết Nhung đã minh oan cho người mẹ thứ hai của mình. Lần cuối tôi nhận được tin nhắn từ mẹ là khi đang chuẩn bị lương thực tiếp tế cho những người trong khu cách ly. Mẹ Nhung vẫn lo cho chúng tôi, mẹ nhắn. Mẹ không cần các con trả ơn cho mẹ, chỉ cần thương mẹ là đủ. Giờ đây khi nhớ lại lời mẹ nói tôi đau lòng quá, tôi còn chưa đền đáp được gì cho mẹ. Tương lai sau này mẹ cũng lo, mẹ dặn dò đi hát chỉ là nghề phụ, vẫn phải tập trung học hành. Khi mẹ bị người ta chửi bới vì chuyện của em Cương, chúng tôi đều an ủi mẹ. Nhưng mẹ bao dung lắm, mẹ bỏ qua hết và không nghĩ nhiều vì mẹ biết ai cũng trải qua sự bồng bột. Tôi cũng có đôi lời xin nhắn gửi đến những người đang buông lời cay nghiệt về mẹ. Nếu mọi người không cảm thông, không biết về sự thật và về con người của mẹ, xin đừng sỉ vả mẹ tôi như vậy. Hãy nhìn hình ảnh 23 người con nuôi quỳ đeo khăn tang, kính cẩn cầu nguyện cho Phi Nhung và những giọt nước mắt đau xót của trẻ thơ để hiểu chúng đau đớn ra sao khi mất đi người yêu thương bảo bọc mình. Trẻ con thì đâu biết nói dối, cảm xúc của chúng cũng càng khó bị gượng ép theo lời uy hiếp của bất cứ ai. Chúng thương tâm từ chính trái tim sẽ bộc lộ hết ra khuôn mặt. Trong số đó có cả Hồ Văn Cường, cậu bé đã túc trực bên bàn thờ mẹ nuôi để cúng viếng và đáp lễ người đến viếng. Nhìn nét tiều tụy và thất thần của giọng ca nhí cũng đủ hiểu, bao niềm hối hận vì từng bướng bỉnh ngỗ ngược khiến mẹ nuôi đau lòng đã ùa về trong tâm trí cậu bé. Nhưng Phi Nhung đã nói làm mẹ khó lắm, và là mẹ của những đứa con không phải mình sinh ra lại càng khó. Cô không dám đánh vì sợ các con tủi thân, nhưng buộc mình phải đóng vai ác để la mắng, giúp các con nhận ra lỗi lầm, uốn nắn các con vào khuôn khổ ngoan ngoãn, để sau này trở thành những người tốt cho đời. Ngày hôm nay bao người khóc cho sự ra đi của Phi Nhung, nhưng cô đã sống không uổng một kiếp người, bởi sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Những cống hiến của Phi Nhung cho nghệ thuật, những đóng góp cho đời là những điều vô cùng giá trị, nhân văn và ý nghĩa, sẽ mãi còn đó trong trái tim khán giả, không bao giờ bị lãng quên.